ngao sống mọi người. Chào mọi người nha, hôm nay là Hải đã có mặt tại bãi biển tắm công cộng của Cam Bình nha. Hải sẽ quay cho mọi người xem là người dân họ đi lưới nậu vô như thế nào nha mọi người. Lưới nậu vô thì chúng nhiều con như là mực với cá với là tôm các loại thứ nha mọi người. Hải sản mọi người, quá trời luôn. Đây là chả nè, hải sản tươi sống chế biến rồi mọi người. Ở đây hiện tại giờ hải có mặt ở tại biển Cam Bình nha mọi người. Đây là hải sản tươi sống mà bán hơi ghẻ rồi. Hàng này 350 nè. Bao nhiêu năm được luôn này. Ghẻ luôn rồi. Hương ghẻ, mực, tôm. Tại vô ngày là ngày cuối tuần á, họ bán đồ hải sản nó đông nha mọi người. Đây, ốc đây có cam nha mọi người. Ở đây là tại có sữa tại Hải đang có ngoài bãi biển tắm công cộng của Cam Bình nha mọi người. Cho mọi người được rồi. Hôm nay là chủ nhật có khách đông và đi chơi đâu rất là đông mọi người. Trời, cá đối gì to dữ vậy. Đã ghê chứ. Mực của tôi mà mực bạc. Cái này bán sao chị? Mực có hả? Mực 208. 208 hả? Mực tôi bán 202 đó. Coi không chú? Ồ, đây mực nang đó mọi người.
Đây bực nam hả chú ha? Dạ. Rồng tươi luôn cho mọi người. Anh họ nhà người dân giờ đây vừa mới đi biển vô luôn á. Dạ. Ở đây còn mực nang mực cóc. Ủa mấy thúng vô hết chưa chú hay đang còn chú? Đây. Không biết nó thúng vô hết chưa? Còn nó còn vô hả chú? Dạ. Hiện tại giờ có cái thúng tròn kia đang vô cho mọi người. Sáng là từ 5 giờ đến 6 giờ đã thúng cho nụy vô rồi. Đây là những thúng đi lưới lưới nậu á, có mực cá. Cái lưới này là bao quát toàn loại các con ngoài biển nha. Rồi hãy sẽ tới đó quay cho mọi người xem những đi biển có cái gì nha. Xe này tới là chuẩn bị nâng cái thúng nó vô rồi mọi người. À, cái thúng tròn đó gắn cái chân vịt vô chỉ là chạy thôi mọi người. Con anh. Đây là đi lúc khuya mọi người, giờ sáng nào vô. Thúng anh vô hết chưa anh? Chưa. Mực có này nhiều không anh? Đi ít à? Ít hả? Trên quay xin không? À đây rồi. Ít thôi mọi người. Đây cái anh là đi vô được ngỗ mực nha mọi người. Hôm nay ít hơn không anh? Hôm nay ít hơn. Dạ. Nói chụp nhiều đây. Dạ. Giờ là đi biển vô là mình bán cho du lịch luôn hả cô? Gặp thì bán, bán gặp thì mình bán cho à, giờ mình bán lại cho mối ha, cho người đầu nậu thu. Ồ, đây mực tươi này. Mực này thúng bây giờ đi vô luôn nha mọi người. Nó tươi luôn mọi người, không ảnh luôn á. Mực tươi bên trong suốt luôn mọi người nè. Đây là mực kim hả cô ha? À, mực ống hả? À, ừ. Qua bao mực này, mực lớn này. Đây mực lớn nè. 300. Rồi, mực lớn này 300. Mua vô. Thì nó cũng một lưới với nhau ra thôi, nhưng mà nó chống cái bầy nó lớn hơn lưới thôi. Còn đây là tươi rõ. Đây là còn tươi nè, tươi nó còn chớp nè mấy cô. Còn chớp luôn. Nó còn chớp là còn tươi rồi nha. Mực này là đóng thùng á, nó em về quê, đây về Sài Gòn. Người hiện tại giờ sáng nay là mấy thùng vô đó đông nha. Ờ,
Còn đây thì có ghe thì đang đi đánh lưới cho vô mọi người. Ủa, đi lưới tôm nè chú. À, lưới tôm. Ừ, số lửa ra. Lại có đá bếp gì phải không? Ừ, nó tiện gì nhau. Chỗ là ta mua lại thải luôn, nó đã đi hai ghê nó ơi. Đang đi lại mọi người. Họ đánh đi ra đánh lại tiếp, còn hai thúng kia ba thúng chuẩn bị vô bờ nè. Cho mọi người xem nha. Không chỉ có đây thôi. Đây thì là bãi tài, bãi tắm công cộng, khách rất là đông nha mọi người. Cho mọi người cùng xem. Tại họ đi nghề này họ gắn cái thúng tròn đi bằng thúng tròn không à, họ gắn cái máy trên vịt phía sau rồi là đi đi không rồi nước cho rồi. Có không anh? Hả? Có không? Có mà ít lắm. Có ít hả? Bữa đi được là ít hơn á, nó được chất nhiều. Đây anh đi vô được con mực nữa mọi người. Ủa mà tại sao ngay mới ngủ à? Tôi đòi thấy ngay chứ rồi, bị mẹ bắt đầu lề lại rồi. Bắt đầu mặc rồi. Đây mực bao nhiêu anh? Vậy nên vợ bán. Dạ. Bây giờ ở đâu? Đây là vợ, dân đi vô bán cho khách luôn. Đây mọi người, đó cá mực mọi người, để chị đổ ra cho mọi người cùng xem nha. Đây đại giữa có với người ta đi tôm mọi người. Cá chưa quá à? Tôm nó tươi luôn. Má anh mắt anh lì lại đó mà đủ miếng coi hàng cái kẻ phu lái hàng luôn mà. Con mực nhỏ nhỏ nó là nhiêu chị gái? Đâu? Dưới đấy trong thùng này còn nữa nè. Nó cũng có nghéo. Mặt nó ra nước đi xì luôn. Anh đi vô được con cá nghéo. Đưa vô được con nghéo nó mới chia đó. Vô sao thế? Hả? Qua đã anh tính. Rồi nè anh không nói thế. Rồi giả mới giả một sạm đi. Chỉ là loài anh giải được thêm gì vậy? Dạ màu xám hả? Nếu vừa được bỏ nữa đó, được bỏ nữa đem đến ăn món bài giả đã lên tà mình lưu chưa? Anh đổ rổ lên hả? Em mực bươi anh trai đi biển vô nhưng mà đổ chạy ra ngoài, anh đổ đây nha, chạy ra ngoài nè. Đất cát dưa. Anh kê lên, anh kê lên. Rồi qua cái thúng cái bên cho mọi người nha, mọi người xem nên đi vô có nhiều không nha. Cá móm nè. Cá móm, cá móm. Này bán sao cô? Cái hệ thảo 200 ngàn á.
À, để hết kho là 200 ngàn nha mọi người. Bạn đại rồi đấy, bây giờ chưng con chị đâu. Dạ. Còn cá này ngon lắm. Cá này chiên chấm chiên nhồi cho nước me hoặc là chấm nước mắm. Chấm nước me với nấu canh chua. Rất là ngon nha mọi người. Đúng rồi. Rồi con em. Ồ cá là cá đục à. Ô Vuông. Ông Vuông ơi. Ông Vuông à, mà lại nắp cho bộ nữa. Vuông. Nhìn ra em. Hả? Nhận không có ba lưu ra không nè ông Vuông. Đi tới mới chứ mà. Đây cá ở đây tôm nó mực nó. Dạ. Thật là mối đi nữa. Ở đây có mối nhiều nè. Mối nhồng. Có mối nhồng. Ủa có ốc giấy đó hả? Được mấy con nhiều không ạ? Được ký ha. Được này à. Được nó cho con cái này về xào sợ ớt hoặc là làm gỏi là ngon hết ý rồi. Đi vô cá đó là nhiều mọi người. Đây là con cá nè nè. Đây lì đu mà bén bén. Cá nè này chích nhất đúng không? Chích xích chú hay chích xích tôi xin mặt cả. Lì thêm chú bén nữa. Ta ngạp đấy. Điện này cũng vui ăn quá, đi vượt mình vượt lấy. Tại mình đi hỏi ngư dân cho nói là gần 200 thúng. Giờ đang còn ở ngoài biển thì còn khoảng chừng 50 thúng mọi người, chuẩn bị thúng đang chuẩn bị vô. Rồi mình sẽ xuống quay cho mọi người cùng xem nha. Có nhiều không anh? Hôm nay ít hơn hả anh? Hôm nay anh đi ít hơn mọi người. Ô mực. Mực đời sáng nay mấy bác đi vô đó là tươi cho mọi người. Ủa bác, con thấy có mấy thúng chuẩn bị đi lại hả bác? Đâu, con thấy có con thúng vừa mới đi ra lại á. Năm mới chạy rồi. Ai chạy? Năm đủ mới hết. À, còn con tới. Thấy ghe thúng vừa mới vô bây giờ đi lại rồi. Lại xuống đấy rồi lên sóng rồi. Chớp chớp nè. Ừ. Chạy lại đó. Cái thúng này là chạy bằng máy dùng bằng xăng không anh ha? Dùng bằng xăng đó người. Nó gắn một cái chân vịt dài. Cái kia nó mới chạy được mà. Này là anh thiết kế cái bình inox này anh đổ xăng. À, chú hai để bưng cái thùng đi ra ngoài bỏ. Con được món to nha. Có cái mực bự hết đó. Dạ. Mực khổ á. Mực như lại mà. Thank you.
này cá cam, cá chim, cá mú. Ở đây là bán hải sản tươi sống nha mọi người, rất là ngon luôn. Này ngao sống mọi người. Bán hai dọc hai bên bờ mọi người, bán rất là nhiều luôn. Đây cá ngéo nha mọi người, đây là có nhiều cái tên gọi là cá mập, mập nhám, rồi ở đây bán đồ toàn hải sản tươi sống. Đây mặt hàng có nhiều, thời giá cũng nhiều, rất là phong phú cho mọi người. Khách nếu mà ai mà vô đây chúng tôi là bán tôm hùm. Đây khách cũng vừa với cái bán hải sản, với đây là đồ chế biến tươi sống đó nha mọi người, đồ ăn liền, đồ tươi sống ăn liền nha mọi người. Chảy rồi. Mình đảo mọi người thích đảo. Cô bán đây nước chiều lớn lên rồi mình phải dời trong kia hả cô? Nước lên cũng chảy. Cũng chảy hả? Bên kia ha, à, cái ủng hộ cô cho mọi người. Nó hơi nước là chạy ra, nước ở đâu chạy ra đó, dạ. Xuống rồi chạy xuống lại. Của mình cô bán đó hả cô? Có một mình à. Dạ. Nên cô bán mặt hàng gì đây à, để cho xem nha. À, đây là mực nè. Cá cam hải sản tươi sống, rất tươi sống nha. Đồ nướng không mọi người. Bên kia là xào điệp nướng, cái đó họ là xào nướng để cho mọi người cho nóng để ăn nha. Đây là mực tuột ướp sa tế nè, rất tươi rồi. Ở đây có mặt hàng bán tươi sống, rồi bán chế biến chín ăn liền luôn mọi người. Ăn tại bài cũng có nữa. Ờ, đã chưa? Đây là cá đuối suối mỡ, ốc hương, mực. Đây xoài điệp, xoài mai, nghêu và ốc tỏi, ốc giác nha mọi người. Ở đây dọc hai bên này là bán đồ tươi sống, đồ chín mà tươi sống nha, tươi rồi chế biến lại cho chín ăn nha mọi người. Rồi có khách là mua về rồi để họ chế biến tại bàn luôn đó mọi người, đều có hết á. Thì dưới kia là có mấy cái nhạc kéo kéo á, mở nhạc với quyền của mình không thể quay cho mọi người cùng nghe. Tại Lê Hải ra đây hãy quay cho mọi người cùng xem, với lại video Hải cũng khá là dài rồi. Xin tạm dừng video lại và cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video Hải và nhớ đăng ký ủng hộ Hải nha. Xin tạm biệt cho bye bye mọi người.